Chào mọi người và welcome mọi người đã quay trở lại với channel của mình ngày hôm nay. Thì anyway, như mọi người thấy trên tiêu đề, hôm nay sẽ là sự quay trở lại của một cái reading vlog. Và gần đây mình đã được truyền cảm hứng bởi một cái cuốn mà mình thấy rất là nhiều người khen hay. Đó cũng là một cái cuốn mà mình thấy thử thách cái gu đọc của mình ấy. Tại vì những cái cuốn kiểu như thế này là những cái cuốn mà rất là ít khi mình đọc. Đấy là những cái cuốn classic này, siêu dày này, và được viết bởi các tác giả người Nga. Hôm trước thì mình có xem một cái clip và cái chú đấy, chú ý có rank xếp thứ hạng cho những cái quyển classic hay ấy, và chú ý rất là khen cái quyển này mọi người ạ. Đấy chính là Tội ác và hình phạt, tên tiếng Anh của nó là cái gì nhỉ? Crime and Punishment, và của tác giả Fyodor Dostoevsky. Nhưng mọi người có thể nhìn thấy là nó rất là dày. Cái cuốn mà mình chưa từng đọc về nội dung trước đây, mình chỉ biết là nó là một cái cuốn mà được đánh giá là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất mọi thời đại. Như mọi người đã biết là cái cuốn mà có lẽ là dày nhất về mặt gọi là trang ấy, và khủng nhất và khó đọc nhất mà mình đã từng đọc, thì đấy là cuốn Suối Nguồn, The Fountain Gate. Từ sau Suối Nguồn ấy, mình cảm thấy là mình chưa tìm được một cái tiểu thuyết nào mà nó có thể top được Suối Nguồn cả. Thì mình vừa mới đi ăn về, và hôm nay là ngày 31 tháng 8, nên là mình sẽ dành những ngày nghỉ lễ không đi chơi đâu cả, và chỉ đọc cái cuốn Tội ác và hình phạt này thôi. Thế nên là mình sẽ catch up với mọi người later. Mọi người nhìn trời Sài Gòn mưa này, 4 giờ và tối như 6 giờ. Ok, thì để update với mọi người xíu nhé, mình đang đến trang 130 và so far thì nói chung là phải công nhận cách kể của tác giả lôi cuốn thật sự, tức là có những cái đoạn mà mình đọc mà kiểu cảm thấy cái tim của mình nó đập thình thịch thình thịch thình thịch cùng với cả nhân vật luôn ý. Nên là mình nó đang khá là trông chờ xem là đoạn tiếp theo nó sẽ như thế nào. Xong rồi có gì nếu mà buổi tối mình đọc được thêm thì mình sẽ catch up với mọi người later ha. Bây giờ là 12 giờ hơn. Để update cho mọi người, mình đã đọc đến trang 182 và mình quyết định dừng lại. Kiểu cái cách viết truyện của chú tác giả ấy làm cho khi các bạn đọc, các bạn như kiểu các bạn trở thành một phần của câu chuyện ấy, nên là những cái lúc mà nhân vật hồi hộp để hé lộ những cái tình tiết mới thì các bạn cũng bị hồi hộp và các bạn căng thẳng theo ấy. Đặc biệt là những cái đoạn mà nó sẽ có những cái thông tin rất là quan trọng được hé lộ ấy, thì tim mình được kiểu tinh tích tinh tích luôn ấy. Mình nhưng mà phải công nhận là cuốn nha mọi người. Nên là nha, mình sẽ dừng cho ngày hôm nay, và có gì ngày mai thì mình sẽ update với mọi người tiếp nha. Good night. Hello mọi người, bây giờ là 12 giờ hơn và đáng lẽ là mình phải update progress với mọi người về cái quyền đó. Tội ác và hình phạt, thực ra là hôm nay mình mới đọc thêm về đến trang 300. Hôm nay mình không đọc được nhiều lắm tại vì mình chính thức lọt hố một cái phim. Nhưng bây giờ mình xem lại mình thấy hay điên mọi người ạ. Kiểu mình xem đến từ tỷ từ tập 1 đến tập 8 ấy. Và đây là cái series One Day trên Netflix. Thì cho những bạn nào chưa biết, One Day là cái series kể về hai bạn là Dexter và bạn nữa là Emma. Thì hai bạn này gặp nhau, tình cờ gặp nhau trong cái buổi lễ tốt nghiệp đại học. Thì hai đối kiểu nói chuyện rất là hợp nhau. Xong thì hai người không quyết định là yêu nhau, mặc dù là có chemistry nhá, mà hai người là bạn. Và cái câu chuyện này nó sẽ là cái cuộc sống của cả hai người nữa. Sau khi mà tốt nghiệp thì mỗi người sẽ có những cái dự định riêng ý. Sau xem đây mình cảm thấy rất là thương cái bạn Emma luôn ý. Cái bạn ấy rất là thông minh, rất là tử tế, kiểu she has such a good heart ý. Có một cái khoảng thời gian bạn rất là struggle và cách phim nó triển khai nó rất là hợp lý ấy. Và các bạn cũng sẽ hiểu được là tại sao Dexter có những cái giai đoạn bạn đối xử rất là tệ với Emma, nhưng mà Emma vẫn kiểu cố gắng để duy trì cái tình bạn của hai người ấy. Khi xem cái phim này ấy, thì mình mới hiểu là đấy, tại sao có những người bạn họ thích nhau nhưng mà các bạn ấy quyết định là kiểu stay friends ấy. Mình đã xem đến tập 8 rồi nhưng bây giờ là 12 rưỡi thì mình cần phải đi ngủ để mai đi làm. Thì mình sẽ update sau với mọi người cả về One Day và cả về Tội ác và hình phạt. Good night mọi người. Hello mọi người, thì để mình update cái tiến độ của mình đọc Tội ác và hình phạt nhé. Mình đã đọc đến trang 368. Thật sự là mình cảm thấy nó còn quá sớm để mà nói, nhưng mà
so far nhá, cảm nghĩ của mình về cái cuốn này đấy là cái cuốn này nó quá là bất ổn ấy. Có những cái đoạn thì chú tác giả chú viết rất là hay, rất là lôi cuốn, nhưng mà sẽ có những cái đoạn hoặc là có những cái nhân vật, có những cái đoạn hội thoại nó rất là dài dòng, nó rất là lê thê, làm cho mình cảm thấy là trời ơi có thể bỏ cuộc. Tức là các bạn sẽ cần phải rất là kiên trì để mà các bạn đọc cái quyển này nhá, theo cái kiểu là A vào nhà anh B, anh A bảo anh B ngồi xuống đi, thì thay vì nói như thế, anh A sẽ nói là kiểu trời ơi dạo này cuộc sống của cậu như thế nào, thời tiết hôm nay ra làm sao, nhìn xung quanh các thứ như thế nào. Nói chung các bạn đọc một cái đoạn rất là dài chỉ để đưa ra một cái kết luận là anh A mời anh B ngồi xuống. Thật sự là nó thử thách tính kiên nhẫn của mình rất là nhiều mọi người ạ. Và fun fact, thực ra là mình có rủ các bạn thân của mình, chính là cái bạn mà làm cái tập podcast Thu Trần đầu tiên ở trên cái series 9x làm gì kể nữa của mình ấy. Trong khi mình đã đọc đến trang 300, bạn mình mới đọc đến trang 30 mọi người ạ. Và nó có kêu với mình là, thì đầu tiên nó có bảo là thấy khó đọc quá, khó đọc là phụ, nội dung không lôi cuốn là chính. Có rất là nhiều lúc mà mình muốn drop, nhưng mà cứ cái đoạn mà mình định drop rồi thì tác giả lại có được kiểu 10 trang hay là 20 trang tiếp theo nó kiểu siêu lôi cuốn ấy. Mình đọc kiểu mình ôi đỉnh vãi, xong rồi mấy chục trang sau mình sẽ lại kiểu ôi chán vãi. Đấy, tức là cái cảm xúc của mình nó cứ up and down như này ấy. Nói chung là mình nghĩ cuốn này nó sẽ không thể top được, vượt qua được vị trí của Suối Nguồn trong lòng mình. Nhưng một cái điểm mà mình rất là thích ở cái cuốn Tội Ác Và Hình Phán ấy, ngoài việc là tác giả miêu tả tâm lý rất hay nhá, thì đấy là mình cảm nhận được cái sự tôn trọng phụ nữ của tác giả khi mà viết về những cái nhân vật phụ nữ trong cái tiểu thuyết này ấy. Cái kiểu mà đọc về một nhân vật nam và anh này thì anh ấy rất là thương mẹ và thương em gái, nhưng mà anh ấy cứ kiểu làm khổ mẹ và làm khổ em gái. Nhưng thực chất sâu trong thẳm đấy là tình thương không chỉ là với những người thân trong gia đình mà kể cả với những người cô gái, những người phụ nữ ngoài xã hội ấy. Thực ra mình đã đọc nhiều nên là mình có thể cảm nhận được là đâu là những tác giả nam thật sự họ tôn trọng và họ yêu thương phụ nữ. Những cái nhân vật phụ nữ trong tác phẩm này ấy, nó không phải là những cái nhân vật chỉ là chỉ để làm kiểu love interest cho nhân vật nam, mà thật sự là họ có cuộc sống, họ có cuộc đời, họ có tính cách, họ có đam mê, khát khao, có những cái bất hạnh của riêng họ ấy. Tức là họ là một con người thật ấy. Nên là mình mong là 300 trang cuối của cái tiểu thuyết này nó sẽ lôi cuốn mình hơn ấy. Nhưng mà yeah, so far là phải rất là kiên nhẫn mới có thể đọc được đến trang 300 đấy các bạn ạ. Nên là mình sẽ update với mọi người sau nha. Chúng tôi có một ngày cheat day các bạn ạ. Mọi người đây cho mọi người xem cái tình hình tủ sách của mình. Nó kiểu xiên vẹo luôn ấy. Mình sẽ phải đóng một cái giá sách mới để mình cất cái đống này. Này kia. Cái nhân vật hoang thi của chân hoàn hai này. Mọi người ơi, thì bây giờ đã gần 6 rưỡi rồi, mình phải chuẩn bị đi ăn với con bạn mình hẹn nó 6 rưỡi mà. Bây giờ 6:20. Thôi đừng chửi tao nhá. Thì anyway, mình sẽ update với mọi người cái progress của mình trước khi mà mình đi. Thì mình đã đọc đến đây rồi mọi người ơi. Trang 600 trên 700, nói chung là 6/7 của cái tiểu thuyết này. Mình nghĩ là tối nay ấy, nếu mà mình thức đêm chắc là mình sẽ đọc xong thôi. Thực sự ấy là mình phải rất là quyết tâm và rất là cố gắng để mà tiếp tục đọc cái cuốn này ấy. Cái lúc mà mình đọc đến trang 500 ấy là mình đã post lên story của mình là trời ơi, mình rất là muốn give up. Mình không biết là đây có phải là issue, cái vấn đề của các nhà văn Nga không. Mình không phủ nhận là nó hay, nhưng mà thực sự là nó dài dòng quá và mình cảm thấy như là mình đang đọc một cái cuốn chỉ về tâm lý ấy, chứ không phải là trinh thám tâm lý ấy. Tức là mình không hề thấy cái yếu tố trinh thám trong cái tiểu thuyết này luôn. Mình sẽ cố gắng đọc xong nốt một trang trang còn lại. Mình nghĩ là cái cuốn này là cái cuốn thử thách mình nhất từ đầu năm đến giờ. Nên là thôi bây giờ mình đi ăn lại nhá. Mình sẽ catch up với mọi người sau. Bye. Bữa ta đọc cái này rất là hay. Predictably irrational. Một là mày được cho free $10. Option 2 là mày đưa tao $7, nhưng sau đó tao sẽ đưa lại mày $20. Thì giữa hai option đó mày sẽ chọn option nào? Of course là cái thứ hai rồi, tại vì tao được nhiều hơn đúng không? Tao nhận được. Anyway là bạn Thu mua những cái gì nào? Đây mình mua Black Swan. Ê nhưng quyển này khó đọc nha. Quyển này 500.000. Ôi vãi sao đắt thế? Anyway là cái quyển này tao cũng có. Thiên Nga Đen.
nhưng mà khó đọc nha. Hình như ông này là người Nga hay sao ấy, thấy mấy ông tác giả người Nga viết khó hiểu vậy. Cái này chắc không mua, nhưng hồi xưa đọc rồi nhưng mà muốn có một bản giấy. Còn đây là mình mua mọi người. Đẹp. Hà mua quyển này đẹp vậy. Quyển này hot ở trên TikTok lắm. Absolutely phenomenal. Và thứ hai là quyển này. Funny story, Emily Henry. Morning mọi người. Hôm trước mình có đi vẽ tranh ở Tipsy Art. Thì đây các bạn đóng gói lại cái bức tranh của mình như thế này. Thì mình sẽ trưng lại cái bức mà mình mới vẽ hôm trước lên cái túi sách này của mình. Let's see nhé. Ta-da! Yeah, it's like một cánh đồng hoa mọi người ạ. Có mây nè, mặt hồ này và cánh đồng hoa ở dưới. Thực ra cái ảnh tranh gốc nó có nhiều hoa lắm nhưng mà mình lười vẽ hoa của mọi người ạ. Tại vì vẽ hoa khó ấy. Anh nhìn từ xa trông cũng cute phết nhở. Thì ok, vậy là mình đã đọc xong Tội ác và hình phạt của tác giả Fyodor Dostoevsky. Cái hành trình đọc 700 trang của cái cuốn này đối với mình nó cũng có rất là nhiều nốt thăng và nốt trầm mọi người ạ. Nên là mình sẽ tổng kết lại những cái điều mà mình thích và những cái điều mà mình không thích ở tác phẩm này. Thì đầu tiên là cái điều mà mình thích nhá, phải nói là cái ngòi bút miêu tả tâm lý nhân vật hết sức là tài tình của Dostoevsky. Tại vì cái cách mà tác giả miêu tả tâm lý của con người nói chung ấy, khi mà chúng ta làm những cái hành động nó gọi là đi trái với đạo đức, đi trái với luân lý thông thường ấy, kể cả với những cái người mà người ta rất là thông minh nhá, người ta đã lên cái kế hoạch rất là bài bản và chi tiết cho cái tội ác đấy của người ta chẳng hạn, nhưng khi mà người ta thực sự tiến hành cái hành vi đấy ấy, thì nó sẽ có những luồng xoáy cảm xúc, luồng xoáy trong suy nghĩ như thế nào và cái tâm lý của họ ra sao ấy, và đi vào những cái ngóc ngách gọi là rất là đen tối trong cái tâm lý của con người, của loài người. Một cái chủ đề bao trùm lên cái tiểu thuyết này ấy, là những con người mà họ tự cho mình là vĩ đại đi chẳng hạn, thì bản chất có rất là nhiều những cái hành động mà họ làm ấy, nó được cho là trái với tiêu chuẩn đạo đức của những con người bình thường. Nhưng nếu mà thế giới hay nếu mà trái đất này không có những cái người gọi là phá vỡ những cái quy tắc đấy, thì làm sao mà chúng ta có thể gọi là tiến hóa xa hơn trong cái hành trình mà đạt đến đỉnh cao của sự thịnh vượng? Thì liệu chăng họ có được quyền để đi ngược lại hoặc là phá vỡ những cái quy chuẩn đạo đức thông thường một xã hội bình thường hay không ấy? Nhưng mà cái điều mà mình rất là thích ấy, ở cái cuốn tiểu thuyết này đấy chính là cái mối quan hệ mà cái nhân vật chính trong cái tiểu thuyết này có với mẹ và em gái của mình và những người phụ nữ khác. Tại vì tất cả những cái nhân vật nữ mà ông xây dựng trong cái tiểu thuyết này ấy, mặc dù là cái số phận của họ có nghiệt ngã như thế nào, nhưng mà họ đều có những cái đức tính, những cái phẩm hạnh rất là tốt đẹp. Thì đấy là một cái điều mà mình đánh giá rất cao ở Dostoevsky nhá. Tiểu thuyết này ấy, nó gợi cho mình rất là nhiều những cái cảm giác giống với khi mà mình đọc những cái tác phẩm của tác giả Nam Cao ấy. Cái sự so sánh này nó hơi không liên quan đến nhau lắm, nhưng mà cả hai đều là nói về những khó khăn, cái những cái số phận của những cái kiếp người, của những cái phận người trong một cái xã hội mà nó còn rất là nhiều bất cập, còn rất là nhiều những cái bất công và còn rất là nhiều những cái sự đói nghèo ấy. Nó đến từ tất cả mọi tầng lớp trong xã hội, từ những người ở tầng lớp lao động cho đến những người ở tầng lớp trí thức. Đặc biệt là những cái người ở tầng lớp trí thức ấy, họ được ăn học này thì họ phải có khả năng có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn đúng không? Nhưng vì xã hội không cho phép họ cái điều đó, thế nên là họ bị kìm cặp ở trong chính cái sự khổ sở về mặt vật chất của mình ấy. Và chính bởi vì họ có trí thức, họ có tri thức nữa, thế nên là cái sự khó khăn đấy nó lại càng dày vò, lại càng thống khổ họ hơn ý. Thế nên là mình phải công nhận là ở trên thread ý, họ còn nói là cái văn phong chung của những tiểu thuyết gia người Nga ấy, đấy là họ sẽ rất là thích viết về cái sự tuyệt vọng, cái sự thống khổ. Họ sẽ còn dẫn người đọc chìm sâu vào cái sự thống khổ và tuyệt vọng đấy hơn nữa. Thì mình hoàn toàn đồng ý với cái nhận xét đấy sau khi mà mình đọc Tội ác và hình phạt của Dostoevsky. Còn bây giờ thì mình sẽ nói về cái điều mà mình không thích lớn nhất ở cái tiểu thuyết này. Đấy chính là có những cái đoạn nó rất là dài dòng một cách không cần thiết ý. Thế nên mặc dù nói đây là một cái cuốn tiểu thuyết với ngòi bút viết rất là lôi cuốn, nhưng mà nó không phải là lôi cuốn có thể đọc liên tục được, mà nó vẫn cần những cái sự nghỉ ấy. Một cái điều nữa ấy, mà làm cho cái hành trình đọc cuốn này nó khá là khó đối với mình nhá, tại vì mình là một đứa rất là dở trong việc nhớ tên nhân vật. Những cái tên nhân vật ở trong này nó cứ kiểu bị giống nhau ấy mọi người, nó Razumini với cả Razuminov với cả Razumnava. Đã thế thì người ta còn có gọi là cái gì kiểu tên thật với cả tên gọi thân mật ấy, và chớ những cái tên gọi thân mật đấy và cái tên thật của họ nó còn kiểu không liên quan gì đến nhau ấy. Thế nên là có nhiều đoạn ấy, khi mà họ nhắc đến những cái tên ấy, mình cứ phải dùng mọi cái tế bào não của mình để suy nghĩ xem là cái nhân vật đấy là ai ấy. Nó thật sự mệt nha mọi người. Nhưng mà đến cuối cùng ấy, thật sự là đoạn kết của cái tiểu thuyết này nó quá xuất sắc và nó quá hay ấy mọi người. Tất cả mọi điểm trừ ở cái tiểu thuyết này thì đã được đoạn kết
tác giả bù lại hoàn toàn, nó làm cho cái tổng thể câu chuyện trở nên kiểu trọn vẹn và tròn trịa nhá. Nên là mình rất là thích đoạn kết của cái tiểu thuyết này. Thì tổng kết lại, đây có phải là một cái cuốn tiểu thuyết làm cho mình cảm thấy rất là wow, làm cho mình thắc mắc về cuộc đời, về cuộc sống, về triết lý các thứ? Thì không nha mọi người. Thế nhưng mà mình có thể hiểu được là tại sao cái cuốn tiểu thuyết này nó lại được mọi người đánh giá cao đến như thế. Tại vì nó nói được rất là nhiều những cái vấn đề liên quan đến nhân bản trong con người ấy, và nó đề cập đến được một cái thời kỳ, một cái xã hội của Nga gọi là relevant cho đến tận ngày nay. Nói tóm lại thì đây là một cái cuốn tiểu thuyết mình đánh giá là hay, nhưng nó không phải là một cuốn tiểu thuyết phù hợp với tất cả mọi người, và đặc biệt là với những bạn nào ít đọc sách ý, thì đây sẽ là một cái cuốn tiểu thuyết khá là khó, một cái trải nghiệm khá là thú vị, và mình cảm thấy rất là tự hào về bản thân vì mình đã nói là mình đọc em nó và mình đã đọc được, và nó khó đọc thật nhưng mà mình vẫn đã đọc xong và hoàn thành nó rồi, nên là mình đã cảm thấy rất là tự hào về bản thân ý. Thì mọi người có thể tìm đọc Tội ác và hình phạt của Fyodor Dostoevsky nha. Đấy, bây giờ mình đã rất tự tin đọc tên chú này, Fyodor Dostoevsky. Yeah, nên là thank you mọi người rất là nhiều vì đã xem reading vlog của mình. Đừng quên like, comment và subscribe, và sẽ hẹn gặp lại mọi người trong các video clip tiếp theo của mình nha. Bye bye.